Hello hello, xin chào em trai, chúc em cá ghê chứ dẻ. Hôm nay vô được game rồi và cũng quay thùng với à nhằm quay cốc với quay xu. Xong rồi cũng làm tí có nhân phẩm luôn rồi, nhận cái cho nhân phẩm nó lên cái anh em. Này bán rẻ khi rồi quay Ủa 10 10 viên đá tím ở đâu ra vậy? Có nhân phẩm hả? Trước mình nhớ có nhân phẩm có 5 viên mà. Ủa? Không lẽ giờ tăng lên 10 viên? Ủa giờ lên 10 viên rồi anh em, đã ta. Chà chà, thời tới làm tí Vega cái rồi. À, làm 5 viên này trước cái đi. Nha. Lâu lắm rồi, không có đập đá. Ui, được mười mấy phần trăm công nè, kiếm sĩ. À, xạ thủ rồi, rồi hũ nè. Ui, 5 viên. Wow, quá đã này, mình nhân phẩm tốt thật sự ấy. Coi 5 viên này có siêu phẩm không? Rồi viên tóc nè. Đầu tiên. Ồ, công xuyên thủ hai vòng ngon á, đấu sĩ chí mạng ơi. Trời ơi, được viên này thủ với máu mà kiếm sĩ. Chỉ huy này chí mạng luôn kỹ năng. Rồi thôi, thôi vậy cũng vui anh em ơi, cảm giác hôm nay nhân phẩm nó hơn rồi. Giờ làm tí mảnh nè. Nhẹn đúng không? Rồi luôn, phải chuẩn. Này sao? Nhanh nhẹn nè. Ừ, cũng như không. Cảm thấy ít mảnh quá anh em, hai tướng thường ra liên tục cái cảm giác mảnh nó xịt. À ồ, kẹo sulong rồi, nói như vậy thôi. Rồi bây giờ anh em mình làm tí nè, nhanh nhẹn đúng không? Rồi chết lại cái này, hai cái thùng hả, ngon đó. Đúng rồi, kagasu chứ không phải là karaoke. À rồi, hai cái thùng 2016 thì mình quay còn tư đúng không? Ôi, bây giờ ra đồ gấu đen làm gì? Bây giờ là phải ra tướng mới cơ. Cái đồ gấu đen làm cái gì nữa? Này, test cho anh em thì từng đầu tiên mình chơi event sao và mình cũng lên chiêu mộ với cái sức mạnh của tướng mới anh em. Cho anh em biết coi nên là tự hay không. Mình đánh giá vị tướng này chủ yếu là mình nghĩ là đi leo đậu kẹp với anh Shiki á, anh Shiki ké liên tục quá thì xịn, chứ mình nghĩ DPK thì mình chưa biết như thế nào. Tại vì á, một đó là cái nội tại tự phát nổ hai lượt, tự kích hoạt hai lượt, nói kích hoạt đi, hoặc là anh Kagasu kích hoạt nổ xong kích hoạt, hoặc là tự kích hoạt trong hai lượt. Mình nghĩ trong hai lượt đó có khi là team địch bị quánh hồi sinh lên, rồi hồi sinh lên thì mất cái nội tại đó rồi, thì hơi bị ảo diệu ở chỗ đó. Nếu mà một lượt kích hoạt sau mỗi lượt hay là cuối lượt hay gì mình thấy còn khỏe ra, chứ mà mình kích hoạt sau hai lượt mình thấy cảm giác nó không dành cho cái meta này. Đó là suy nghĩ của mình trước khi mình test con tướng. Tí nữa mình lên rồi hơn á thì được em một, anh em còn xui á thì được 10 sao. Chắc mình nghĩ là em một chứ đúng không? Được có nhân phẩm nào auto em một tại 10 sao nhận một nè, bốn dòng là nhận bốn, đó là năm này có nhân phẩm hai nữa là đủ anh em. Đúng rồi, có nhân phẩm là lên được em một. Đợt rồi ông thầy dắt ổng độ quá trời độ luôn, đợt này thì không biết như thế nào nữa, có mượt mà hay không đây. Chưa gì hết là quay 300 mấy thùng rồi, còn đúng 300 thùng nữa nha, coi quay được anh Kagasu không, Kubin. Nghe Nam Mi nữa nè. Ủa lại Nami nữa kìa, Nami quanh nó hoài luôn á. Cracker
Mình thấy chả thấy vị tướng mới đâu ra cả anh em ạ. Ủa đợt này có quên quay video nó không chứ, mà đợt rồi là quên bấm quay á. Nhân phẩm tự nhiên được từ nhân phẩm cái quên bấm quay anh em ơi. Hơi sầu thôi mà cũng không sao. Tuần sau cái là anh em chứng kiến cái nhân phẩm của mình rồi đó. Quay cái được ba này dắt. Giờ này mà ra anh MH nữa. MH này bình thường ra nếu mà muốn độc lạ Bình Dương nữa ra hẳn anh MH Samurai. Mình nghĩ mấy vị tướng limited á thì nên cho mấy anh em kiểu như server mới quay có tỷ lệ ra được thì ngon ha, nhưng mà gọi là limited đó thì không có thể như vậy được, kiểu như đi kiếm đi vượt thẳm hay là đi làm thông thạo gì cũng khó, chỉ có mua gói thôi. Rồi chúng ta đã sắp hết 600 thùng và chúng ta đã có một cái nền siêu to khổng lồ. À, vậy là mình đi tới tướng E1 á, hay luôn á chứ. Quá buồn anh em ơi, bốn anh nè, năm anh, ủa chứ có nhân phẩm nữa, năm anh hả, vô đây nhận nữa là sáu nè, đâu rồi anh, đâu rồi, sáu nè, sáu nhân 10 sao nữa rồi 7 đủ E1 nha anh em. Vậy anh em vẫn còn thắc mắc của mình tại sao tướng của mình chỉ số cao là giờ anh bơm mới nha anh em. Rồi đó, nhanh nhẹn có vị tướng là 10 sao không, không có thì phải nâng á, kéo cái bài lính chì này cũng mệt nữa. Đây Kagasu, lên ở đây một chắc cũng khoảng tầm 1 triệu 2 triệu 3 gì đó, cho ảnh con bé cái coi, bé nào tấn công ơi. Ê, con rồng nè, rồng này tăng cái gì đấy, à xuyên hữu ha, Siga đi ha, hiến tế Siga. Mình kéo xuống thì nó khá là lâu á anh em, nên là mấy vị tướng nào mà bây giờ mình cảm thấy không xài nhiều nữa thì mình đi hiến tế đi. Ok 10 sao. Cái này thì cho ảnh cái nhẫn công đi, nhẫn 40% công nè, đá thì mình nghĩ chắc cho công luôn quá. Ở 25% công nè, công máu sẽ đừng chuẩn ha. Công coi máu tóc hả, công xuyên thủ nè, thôi xài tạm đi. Ui chịu 4 công luôn nè, mình tưởng là ít chứ ai ngồi cũng nhiều phết đấy. Thức tỉnh nè, ok nhận xong rồi lên em một anh em ơi, là anh em mình có thể trải nghiệm sức mạnh của ảnh được rồi. Chủ lực có muốn sống ở cái meta này á, là phải kiểu một là được ok, hai là phải có từ skill bảo hiểm, mà ảnh thì ảnh có cái bảo hiểm miễn nhiễm giống như anh lù á anh em, chứ mình nghĩ ảnh sẽ chơi game được, đó là mình nghĩ thôi, chứ mà mấy cái vị tướng em định nghĩ sao mình không biết. 1,5 triệu công là cũng khá là cao rồi đó nè, công cái nữa nè, lên được nhiêu, 1,6 triệu không, 1,5 triệu 6 mấy k à. Nếu mà muốn tăng công lên nữa thì xài ba món này anh em, còn cái này lấy giảm sát thương hay chí mạng, thôi lấy chí mạng đi. Rồi đó là công lên nữa là gần 1,6 triệu, ok ha. Muốn lên nữa thì mình cho tí đặc thù nữa là đủ 1,6 triệu luôn nè. Còn muốn lên nữa thì vô nội thất á, mà nội thất E5 mới được. Còn muốn lên nữa thì lấy Vega. Đúng rồi ha, quên nữa chứ. Rồi xạ thủ thì có nào xài xét công cao không vậy, mình nghĩ là không hả, cái đúp sọt xài xét gì á, thôi kệ đi. Mình muốn test nhanh á anh em thì cứ mang xét công vô và test thôi. Đây ủa anh đúp sọt bậy rồi anh trai, sao bấm ra đây mà ra đúp sọt hay thiệt chứ, kìa bấm ra đây ra anh Ben cái gì vậy, thiệt luôn á, trời ơi anh bị lỗi hiển thị nữa chứ, hèn chi thấy sai sai. Làm xét công cho ảnh đi cho nó tiện lợi. Ui xét này chí mạng hơi căng á anh em, ngon dữ ta, miễn chống cái kiểu này này sao công nè. Ôi xét công có nhiên công 12% đã chứ rồi, à, thủ rồi ok
Anh được chiều 7 không? Chiều 7 chiều 8 gì không? Coi ảnh cái rồi. Còng ảnh cao anh em, 1 triệu 9 luôn quầy, đã chưa? Rồi 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 rồi, anh em mình biểu diễn thôi nè, biểu diễn nha. Vô vô, vô 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 vô. À để ông thầy dách với chị đẹp hả? Thầy dách ở dưới hả? Để trên, để dưới ở trên. Để vô đi. Chị Ba nè. Bảo kê hàng sau, để hàng trước để vậy đi ha. Chứ bên kia không có chị Ba đâu ha. Đó. Chủ lực của chúng ta nè, đó. Ai nữa đây? À, ai nữa đây? Ủa rồi bình thường mình bỏ ai nữa ta? Tự nhiên gối bời vậy. Nay gối bời bỏ anh Jinbi vô hả? Cũng chính cũ 50 cũ nè. Bỏ anh Ba Tô hả? Rồi Ba Tô này 65 cũ, ok. Vô anh em vô 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 vô. Ủa rồi bị lỗi hiển thị luôn là sao nhờ? Là sao vậy ta? Đây mình đi báo lỗi anh em, nhưng mà làm video xong báo lỗi không thôi, đang làm cái báo trì nữa mà mình nghĩ game không báo trì bất chợt đâu, cũng thông báo trước cho anh em mình à, trừ khi kiểu như lỗi quan trọng quá đột xuất. Ủa bên kia vậy là bên kia lụm hết, bị lụm hết luôn hả? Ủa là sao? Rồi anh ấy bị lỗi hiển thị nè, thật là vãi chưởng đó anh em, có nội tại kìa. Đánh có mấy con quạ này á, đánh dính cái bụi á. Rồi anh nọ lên anh trai, anh đứng anh nhìn hoài vậy, bên kia quýnh không chưa, rồi rồi bị lỗi anh em ơi. Hay, hay quá, tướng mới hay quá, mạnh quá, vỗ tay anh em. Hay quá, vỗ tay cho tướng mới nè. Để mình chụp hình lại, để mình gửi đi hỗ trợ. Hay quá, một pha bảo trì gần 2 tiếng và cái kết. Rồi sao không hay quá anh em. Wow, và đây là sức mạnh của tướng mới Karasu. Quá đỉnh luôn, không biết ảnh gây được không sát thương hay gì. Anh gây được nhiêu? 3 mấy củ chắc thương. Anh Ba Tô gây 2 tổ mấy. Để mình chụp thêm cái ảnh nữa để mình gửi bạn hỗ trợ. Đây. Đây, gửi 2 cái ảnh luôn. Rồi, ok la. Ok la. Ảnh không ra hiệu ứng gì hết anh em ơi. Ủa cái này bên kia có sugar không vậy? Bên kia có sugar kìa, mình để hàng sao rồi. Không biết vậy được không? Anh Mi Hát bình tĩnh. Ủa? Mi Hát bên kia quánh không đã. Ừ không sao không sao không sao. Chị đẹp đứng đi nhìn bỏ. Nếu mà để chị Bo lên á thì có một trong hai vị tướng mình, nếu mà có khi Hensu ăn cái mũ mà anh Jinbi ăn không à. Ừ thì mình nghĩ là để chị Bo lên đi. Chị Bo chị đẹp đi. Biết cái nội tại của ảnh thì sao ha, không thấy anh nộ được anh em ơi. Sức mạnh của tướng mới, té sức mạnh của tướng mới mà cái kết bất ngờ. Mình canh bảo trì xong mình vô nè, rồi anh đứng ở đây luôn. Mình vô. Mình vô mình quay clip, mình nạp cái chân phẩm. Rồi mình test chân phẩm, mình mở mảnh, rồi mình nâng tướng, mình nâng tướng. Rồi. Hồi xưa có cái gì đó, cách chen thăm ngàn đó anh em. Thăm ngàn quá trời luôn, xong rồi cuối cùng tướng bị lỗi. Không thấy hiệu ứng hay quánh gì hết á. Ủa mà anh Mi Hát bên kia rồi, bên kia rụng rồi nè anh em. Lượt thứ tư bên kia dính nội tại cái rụng rồi nè. Ủa ai quánh vậy? Bên này dính mấy cái lông của con quạ nè, chị đẹp dính mấy cái lông của con quạ là dính cái hiệu ứng anh em. Còn búp cho tim là mấy có mấy con quạ này, 1 2 3 4 gì nè. Ảnh nghe được như 6 mấy triệu hả? Có thấy anh quánh gì đâu. Anh đứng chắc ảnh đứng đó vui vui thôi, vui vẻ thôi. Ngoài mấy top ra thì mấy bạn kia mình test được anh em ạ. Mấy top bây giờ ao ao tóc quá à, quýnh không nổi đâu. Ôi mình quên để chị Bo lên lại nữa. Ôi anh Ba Tô anh nổi cái lụm luôn, anh Mi Hát kìa, anh Mi Hát. Bị dính rồi không né được. Cái gì hả? Bên kia lỗi vậy hả? Quýnh bên kia hồi sinh nhiều vậy hả? Tướng mới lỗi hả? Chị đẹp đừng nói nộ một cái một mà bên kia đi hết cái nữa. Ôi ôi bên kia hồi sinh liên tục luôn kìa. Ảo đi anh em ơi, mình thấy cái video này chỉ còn bút ra tại cho tim mới tiêu làm hết ha. Ủa nhưng mà mình thấy là tận mấy lượt xong nó mới kích hoạt được, với lại hiện tại nó bị lỗi, nó không nộ được nha anh em. Đó và đây là sức mạnh tướng mới, mình thấy vị tướng này đôi khi là cũng ảo diệu lắm. Rồi, tướng mình hồi sinh hết luôn, hay, hay. Rồi tướng mới đâu?
Này anh đứng ở trên làm như ta, anh đỡ cho đồng đội cái gì? Đó, đó đó và đó là sức mạnh đúng mới anh em ạ. Quá mạnh luôn, mạnh tới nỗi mà team địch không có thể rồi kết liễu được anh ấy. Mình không biết sao nữa, để mình test thử mấy top coi. Ở bên kia còn thành viên mà bên mình lại win. Là sao? Ba trăm mấy củ, em một ba trăm mấy củ, bên kia quýnh không gây sát thương được. Là sao? Ủa vậy là sao? Không hiểu. Để mình coi có thua được không nha anh em, lụm thử top rồi quýnh mấy bạn kia mà mình thấy win một cách rất là ảo diệu, mình cũng không tin được luôn á. Ồ mình quên, đợi 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 chị bo lên rồi, lại là quên nữa anh em ơi, lỗi của mình. Quên hoài, bình thường mình ship dậy hôm nay mình phải đặt đổi 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 xong cái hồi quên á, anh em gặp mấy team chị bo cái hàng trước đứng nhìn. Hay á chứ. Nếu mà đổi chị bo lên hàng trước đâu có bị gì đâu, chỉ có khi mà gặp Sugar mới có bị thôi. Rồi nấy nọ được skill gì không? Rồi bên mình lụm luôn rồi, nó đang skill đi sao? Ôi gòn hết luôn, còn đúng cái đúng cái nịch luôn á. Rồi, chị bo chị đẹp nè, chị đẹp chị bo nè. Rồi lên hả, bốn người con trai ở dưới rồi hai nữ ở trên ấy. Chị bo kiểu như nhìn cái mặt kiểu như hồng hồng nhìn cute em hiệu ứng ok. Rồi bên kia skill mình cái lụm hết luôn kìa, vãi chưởng thiệt chứ. Bùm lại hồi sinh nữa anh em ơi, cái team này ảo diệu vậy. Rồi anh này anh giúp được cho team chưa? Sao mình thấy bên kia team bên kia nhìn lực quá mà anh em. Chị bo nè, MH Samurai nè, rồi thêm gâu đen nữa. Ồ, bên kia cũng có cà gót cái kiểu nữa mà. Nhìn nè, đó, anh nộ, anh có nộ được đâu. Đứng lên, nhìn anh tăng. Rồi, anh Duyên biến quánh cái team mình hồi sinh. Cũng chả hiểu luôn. Cái hỏi tự nhiên bên kia còn thành viên cái bên mình win nha anh em. Hay à, ủa bên kia chị đẹp cái gì vậy? Chị đẹp bộ skill mà. Bên kia lụm gần hết luôn kìa, vãi chuẩn thiệt anh em à. Rồi tới chị đẹp bên đây quánh cái bên kia lụm à, hay chứ. Rồi mà tôi đụng cái rồi ghê, sao tôi bú cho mấy củ anh chưa nọ được hay anh nọ rồi mình cũng không biết luôn. Thôi mình đang đổi quá rồi, hôm nay sẽ phép với anh em mình sẽ làm clip tới thôi, khi nào viết lỗi xong mình test lại nha anh em. Chào anh em, hẹn anh em vào những clip tiếp theo. Cảm ơn anh rất nhiều, xin chào anh em.